Nếu bạn có nhu cầu mua Arc Liên Quân thì hãy đến web arc24.com nơi bán Arc Liên Quân uy tín, chất lượng. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em. Hôm nay mình có một clip mới. Ngày hôm qua mình nói anh em là bữa nay mình chơi món gà đặc xác. Mình muốn thay đổi một tí là mình sẽ chơi món mình định là chơi món gà răng cát, gà chui cát nha các bạn. Mình mới mua gà đây, gà ở nhà anh đây luôn. Anh nuôi gà đây giống như gà ký các bạn. Con này có 1,5 kg à. Nuôi tự nhiên ngon lắm. Lúc nãy mình mới đi qua cái kênh Hiển Trọc quay clip ăn thử thách ăn củ hành xong rồi các bạn. Mệt đừ, ngồi đây là nghỉ mệt nè. Mời anh em đón xem clip gà răng cát của mình xem có thú vị không nha các bạn. Hôm nay anh em mình có cái điểm này gọi là rừng dương ở quê mình đó các bạn, gần biển, phía trước kia là biển. Anh em mình xuống chỗ này rồi làm clip cho mát mẻ. Bữa rồi anh em mình có làm clip là gà răng muối rồi, gà chui muối rồi. Bữa nay anh em mình cho thử gà chui cát, thử cá nào nó ngon hơn nha các bạn. Em trai mình đang nhóm lửa, còn Thánh Độc Trạch đang tiến hành úp gia vị. Đây, bữa nay món mình làm như thế nào anh có thể nói cho anh em biết luôn không em? Đơn giản mà ngon. Đơn giản mà ngon là dễ thôi phải không? Rồi. Đó, xả. Em mới sát về ngoài em. Em mới sát về anh thấy bột nêm. Bột nêm phải không? Rồi, xả đập dập. Bột nêm. Có lá chanh nữa các bạn ơi. Lá chanh không thể thiếu nha. Gà nó thiếu lá chanh nó không ngon bằng có lá chanh. Thơm lắm, lá chanh non luôn. Xong rồi anh em mình sẽ quấn giấy bạc nha các bạn. Quấn giấy bạc xong rồi anh em mình nướng nướng lùi cát nước. Đây. Ở đây có chất đốt tốt lắm các bạn. Lá dương. Có củi không em? Đây, em trai của Thánh Năng Đầu Trọc nãy giờ đi kiếm củi đây. Bỏ coi vô em. Xem lá chanh bỏ vô luôn rùa hay luôn hả em? Cho nó hút bớt chất độc ra hả? Rút bớt độc tố của gà ra hả? Rút hay là chua em. Anh em ơi, ngày mai có ý tưởng gì hay anh em góp ý thì mà mai mình làm nha anh em. Dạo này ăn hết cái con vật rồi. Bây giờ không có còn cái con gì nó là lạ nữa anh em ăn nữa. Nhờ các bạn chỉ thêm món để anh em mình làm nha. Bữa nào anh em mình định làm clip bắt con nhông á Trọc ơi. Trọc. Con nhông là bề hôm nữa mắc cái dưới này đúng không? Ba lỗ này. Rồi ok. Chưa tới mùa. Tới mùa nhông anh em mình sẽ làm clip bắt con nhông biển á. Anh em biết con nhông biển không? Thánh Đầu Trọc bắt dữ lắm, 7 mới bắt được nha các bạn. Con nó lanh lắm. Món đó cũng là một món đặc sản. Cho nó chanh ngoài giò không em? Giò cho nó thơm. Giò đáng. Giò đáng hả? Đủ giấy quán không? Còn chân ra mặt. Để chân bộ cái cuộn xe. Con lấy nha. Bộ mẹ đây luôn. Lấy gì luôn. Cái gan như cái mè luôn, to. Cái gì vậy? Nó làm hết không? Anh tưởng con gà nó sống vậy. Rồi anh em mình sẽ hút cát bỏ vào trước luôn, bỏ vào lắp lại rồi mình rang luôn. Lá dương không sao đâu em, sạch mà. Thôi. Không. Được không em? Rồi. Luôn. Có cần gia vị vô cát không Trọc? Cho gia vị vô cát luôn à. Đây là hai con kèo các bạn, còn hai con nhông là chỗ này biết không? Xin em dẫn anh em coi thử Dũng. Rồi, bắt đầu chiến thôi các bạn. Đó, hấp dẫn quá ha. Em hái mà lá dương hay gì em tủ lên trên. Đúng rồi, chính xác. Lá dương tư. Cháy rồi, nó cháy. Em ủ lá dương tư cho nó khỏi cháy. Rồi. Xong rồi lấy lá dương tư ủ lên nữa cho nó bí hơi luôn, nhanh chín. Hấp dẫn ha. Ủ chim mà. Điểm này đẹp, có khi anh em mình mai mốt mình xuống mình khai thác thêm vài video ở đây được. Ở đây thấy cảnh đẹp. Ơi, ủ chim ở đây nữa kìa. Ủ chim không? Trời phủ luôn các bạn ơi. Bữa nay chơi lớn luôn, điểm này nó đóng cả anh em mình đốt thoải mái cả con gà mái luôn. Xù mấy phút ba, để canh thử mấy phút nha, mình sẽ cho anh em biết mấy phút là chín. Không vi phạm á, bị giống tròn cho nó phải thâm nhập ra ngoài đi em. Cho anh em xem trái dương nè anh em ơi. Trái dương. Còn xâm nhanh nghe tao, xâm. Anh em thấy trái dương không? Trái dương này nó đốt cháy dữ lắm. Quê các bạn biết chắc cũng có cái này, mấy bạn gần biển là có cái này hết. Hôm nay mình đi mình
đốt là bá đạo luôn. Hột dương chấm mù tạt á, hột đó làm dây chuyền đeo cũng đẹp hay. Hột đây nó hốt luôn, ném lên quỳ. Quỳ á, quỳ lên hột đây hả? À? Quỳ được anh em. Đó. Rồi các bạn ơi, sau thời gian nửa tiếng mình kiểm tra cái này như thế nào đây. Mình nghĩ là chín nha, nếu mà không chín là xui lắm hay là không chín á. Để đây mình khui mình bỏ vô mập. Khui đem được bự ra, đúng rồi, để gần gần đây luôn. Đó, bên đây là cái vị trí chiến đấu của anh em mình nha. Nước chấm thần thánh đã sẵn sàng. Là luôn. Úp đây luôn à. Qua dàn cá mập ơi. Cẩn thận nha, nóng lắm. Em có cái thước nhiệt ké em cắm vô thử coi bao nhiêu độ. Thước nhiệt ké luôn á. Cháy luôn à. Nổ nhiệt ké. Nổ nhiệt ké hả? Ừ. Ồ. Từ giấy, từ cắn em, cẩn thận. Mà sâu, nắng sâu đẹp không? Sâu luôn à. Nghe. Em ơi, mà sao một mặt cháy mà không cháy em? Mặt kia nó tiếp xúc. Nó đụng gần cái son. Gần son, sắt đá này. Nhưng mà không cháy rồi, anh thấy là ok đó, đẹp. Wow, coi này, coi này. Coi gì? Wow, đã ấy. Cái này tiếp xúc với nhìn đẹp. Đó ấy. Ừ. Mình đứng ra mình đừng cho nó. Mèo mì cũng ngon nữa. Ớt quá trời, ớt hoài luôn nè. Thơm dã man. Em lấy giỏ cho bạn nấu anh rồi kìa. Ủa nóng ác luôn. Nhưng mà không bao giờ cháy. Anh sợ cái đầu này. Quên khứa. Quên khứa cái mè á. Mè chín nhau á. Sao kệ nó em. Được. Ồ nhìn ghê vậy. Ồ thơm. Ồ thơm ha. Bung răng luôn mà. Ồ chia đem xé đi. Uống nước ra. Hấp dẫn. Xách cái chén mém thằng chấm thánh vô. Món ăn thành công rồi các bạn. Quá thành công luôn. Quá thành công luôn rồi. Mè chín rồi mà chưa ăn. Chín hay đó, nóng cỡ đó mà. Cát nóng dữ à. Như vỏ dường á, lá dường nó nóng ngứa. Cái xương gà mà thấy rút một cái lên luôn cái xương luôn là các bạn biết rồi đó. Hôm nay anh em mình uống nước ngọt nha, thỉnh thoảng mới nhậu thôi các bạn ơi. Nhậu nhiều mọi người xem nhiều khi cũng không hay. Bó ném luôn. Nhìn coi, anh kiếm ra nè, đã quá. Anh kiếm ra, nhìn coi sớ thịt kìa. Sớ thịt này. Nhìn coi. Để mình coi nè, nhìn hấp dẫn quá. Cho anh em xem, cho anh em xem miếng thịt. Thơm mùi lá chanh này, sỏ xịn. Cho anh em xem cái miếng thịt cho nào. Sớ thịt đảo ha. Quá kinh. Ném. Ném không? Bức bài luôn. Ồ, cái già nó cháy, nó bóng lên nè, anh đã thấy đảo quá. Rau đâu em? Còn rau nữa mà, để lấy rau ra. Mời cả nhà nha. Hấp dẫn quá em ơi. Quá hấp dẫn, quá thơm. Mời cả nhà nha. Mới hấp bà con. Dùng đi em. Ừ, ngon. Đúng ngọt luôn á. Ngọt quá không? Ừ. Hè, đã không? Thành công. Món thành công rồi. Tôi nghĩ con gà lên nó không dai nhưng mà sao cũng dai. Con gà này gà cũng như, kiểu như gà tre á toàn con ký rưỡi à, nhỏ gà mái nó ngon. Gà này hết tới rồi bán cũng rẻ, 70 ngàn một ký à. Thơm. Ngon như mẹ nấu. Ngon như mẹ nấu. Dùng em. Ừ. Cổ hoàn toàn cũng chín luôn. Hôm nay nhanh chín mà. Những khứa thịt này các bạn. Đấy luôn. Đã. Mấy quốc cạp. Sử đi. Sử trực tiếp luôn đi. Đó. Ăn đem. Mà tất cả mọi người. Dùng thoải mái đem. Ừ. Quá dữ. Ừ. Ăn quá. Ăn đỡ. Tiếp bọc đi. Nóng à. Chấm nước chấm thằng thánh đi em ơi. Ngon. Bây giờ mình tiến hành mình vào ăn trong nhanh em các bạn ơi. Thấy hòn ngon, thơm quá. Gà rút xương luôn à. Gà rút xương luôn à. Sao nó chín lên nó rút được xương luôn hai em. Anh thấy luộc đâu vậy đâu mà sao đây hay vậy ta. Thường con gà nó có viên ngẹp này. Đâu? Viên ngẹp thăng này. Kê hả? Đây nè. Tưởng là mò này về chiếc nhẫn làm như mấy mấy giờ làm. Khui mỗi bụng gà có nhẫn đâu rồi có vàng đấy. Em làm chấm làm thánh em. Ngon lắm. Làm miếng rau đây, ăn rau kèm cho nó khỏe người. Nóng lắm anh toàn. Giờ vẫn nóng luôn hả? Hậu. Đúng rồi, giữ nhiệt độ lâu lắm à. Mời cả nhà nè, để mình làm một nước chấm nữa. Quá. Quá đã. Hòa quyện. Ừ. Cá ngon ha. Nhau cái xương luôn hả? Dạ. Ăn tí luôn. Quá ngon cho mặt một mình luôn. Ừ. Ngon từ thịt, ngọt từ xương rồi. Mình làm món này nhỏ các bạn, cỡ tầm ký rưỡi như vậy là ngon.
đó, nó vừa về chín gà đó. Ngon ha, tắm chấm nước ha, ngon hơn. Anh em nào muốn biết nước chấm thằng Thánh làm như thế nào là trong clip cá nhảy á nha anh em, bữa trước mình ngon qua làm clip cá nhảy á, mình chỉ rõ mấy chấm nước của gà nó ngon rồi. Nước gà ra luôn hả? Ừ. Đó. Ừ. Nắm gứa mày. Ừ. Giữ lâu ghê thiệt. Chấm nước gà này. Nước gà ngon. Ủa nắm chưa ta? Cái mùi xả là như là mùi chín và lá chanh nè. Xả lá chanh nha. Cái mùi xả thì thơm lẫn luôn. Cái nhát không phải nào không chín không? Tâm buộc chín luôn không? Nhát chì chín mém. Được. Quá. Ngon quá các bạn ơi. Ngon hay ngon. Ngon em. Em nhiệt tình đi. Sao lâu lâu vô em thấy món này ngon không? Hấp dẫn không? Ngon. Ngon như mẹ nấu. Để em đi nghĩa vụ có hay ăn mấy món nào? Gà dở lắm. Gà người ta nuôi con cám công nghiệp á. À dạ hả? Bộ đội mà tụi không nuôi gà? Không. Không có thời gian nuôi em? Không có thời gian nuôi. Công nhận mà mình ăn cái này mình uống nước ngọt nó phỉ hơn uống bia chứ. Sao? Uống bia vậy đông đông à. Đâu. Đi chơi vậy? Nhất phao câu nhì đầu cánh. Đã. Quá đã. Không cần cắt dầu luôn ấy. Quốc luôn ấy. Không cắt dầu luôn hả? Cắt dầu nó mất đâu à? Con ngừ á, con ngừ để cắt dầu là người ta không ăn á. Đừng để hút dầu. Mình làm mình nướng cái này nè. Mình nướng nha em. Cái thịt nó dính liền nó rồi mà nó mềm nhưng mà không có bụng á. Nó giữ nước nó ngọt. Không, thịt mình rút ra nó dễ đơn giản luôn. Nó khác nó dài. Nó khác mình luộc đúng không? Luộc ra nước, ra giữ nước đúng không? Nó ngọt hoàn toàn gà luôn. Quá ngon. Đúng không? Em cái cánh. Ngon quá. Ăn rau nhiều vô em. Rau của cậu nó giò đéo. Mày ăn đâu rau nhà trồng mà, má trồng. Nhiều quá mà. Ở đây có mấy sợi rau thơm nữa, rau quế nữa ngon. Quá lấy rau rèm. Lấy miếng dưa leo. Ngon quá. Cái lường không à, đắng đã quá. Chị biết gan cá gì dở không? Gan có người bừa đẩy cá bông ngù. Nó hâu. Gan ăn ngon quá các bạn ơi. Có bao giờ ai gan có một hai người này hâu. Gì vậy? Mày cậu ơi. Mày cậu hả? Ghê ghê. Sao đắng? Đéo đéo mà nhỏ không được. Ông mày tụi mày cậu vậy? Ủa? Vậy là sao ráng không chua à? Cái vỏ ra hả? Nước vỏ. Nước vỏ á. Nước vỏ nó vỏ ra hả? Ồ tôi tưởng nó chua chua chứ trời. Đừng mấy cẩu vậy. Ngon. Wow cái lường. Quá đã. Cái ngọt tinh đấy. Bữa nay ngon quá. Nào em ngon cái làm miếng tháng chàng nó dở không? Nó ngọt tự nhiên à. Đã. Em ăn từ từ, em nhai từ từ nó thấm được cái vị ngọt của nó. Ngon. Ủa thì ủa. Đã. Da này mập quá nữ. Da cái ngọt tinh. Để anh da. Món này đơn giản vậy làm à. Em cái món này như cái món cái bữa mà cũng làm cái kiểu này mà mình rang với muối á, mình làm với muối á. Em thấy sao? Món nào hấp dẫn hơn hay là cũng không biết được. 1910 1950. 1950. Cái gà rang muối á của mình á, mình phải quán với bạc chứ không quán với bạc nó mặn sao ăn đúng không? Ừ. Chứ không quán bạc là ăn như cục muối luôn á. Quan trọng cái nhiệt độ á, nhiệt độ muối nó cũng cao, cá cũng cao mình lấy làm mình thôi. Ngon quá. Thôi, cũng hết rồi. Rồi mình xin đóng clip tại đây các bạn ơi. Ngon quá, món này ngon dễ làm các bạn, bữa nào làm ăn đi, ngon lắm. Chào anh em. Mình chào anh em nha. Chào anh em nha. Bye bye. Rất ngon. Nói tới là néo mà.